Ngày 30 tháng 7, bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh nhân PTT 43 tuổi ở Quảng Nam vừa được ghép tim hiện dần hồi phục sức khỏe. Trước đó ngày 17 tháng 7, ngay khi nhận thông tin từ trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia có người cho chết não hiến tạng tại bệnh viện Việt Đức, giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp, giám đốc bệnh viện Trung ương Huế kích hoạt ekip nhận điều phối và cử 3 bác sĩ ra phối hợp cùng bệnh viện Việt Đức, trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia để nhận tạng. Người hiến tạng là bệnh nhân nữ 65 tuổi quê Hải Dương. Do là ca hiến tặng lớn tuổi và nhẹ cân nên việc lựa chọn người bệnh nhận tim sẽ khó khăn do có nhiều nguy cơ cao khi ghép. Lúc này, việc ưu tiên lựa chọn trường hợp ghép cấp cứu hoặc các bệnh nhân suy tim nặng giai đoạn cuối và bệnh nhân đồng ý nhận tim từ người hiến lớn tuổi được đặt ra. Trong danh sách chờ ghép tim trên hệ thống của Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia của bệnh viện Trung ương Huế, có bệnh nhân PTT là phù hợp nhất. Bệnh nhân suy tim rất nặng, đáp ứng kém với điều trị nội khoa, chức năng tim rất thấp. LVEF 14%, tiên lượng tử vong rất cao. Sau khi giải thích cho bệnh nhân và gia đình về các nguy cơ, bệnh nhân và gia đình đồng ý nhận tim. Tuy nhiên, bệnh nhân T từng được phẫu thuật thay van động mạch chủ cách đây 9 năm, nên quá trình ghép tim cần phải gỡ dính toàn bộ tim và các mạch máu lớn, nguy cơ chảy máu cao. Theo giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp, các y bác sĩ tính toán thời gian lấy tim và vận chuyển về Huế phải ngắn nhất có thể. Ngoài ra, thời gian chuẩn bị cho bệnh nhân nhận tim cũng phải hợp lý nhất bởi lẽ quá trình nhận tim phải gỡ dính toàn bộ giải phẫu tim trên bệnh nhân suy tim rất nặng cần sự hỗ trợ của hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể để ổn định huyết động và tối ưu tưới máu các tạng khác điều này sẽ làm kéo dài thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể khi ghép tim làm tăng nguy cơ chảy máu sau ghép đây thực sự là vấn đề khó khăn cần cân nhắc kỹ để lựa chọn phương án kỹ thuật ghép làm sao đảm bảo thành công cho ca ghép tim lần này giáo sư tiến sĩ phạm duy hiệp nói Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của các thầy thuốc, sau 4 giờ 52 phút kể từ thời điểm nhận tim và vận chuyển về bệnh viện Trung ương Huế, trái tim Hà Nội đã đập lại khỏe mạnh trong lồng ngực của người bệnh tại Huế vào lúc 23 giờ 1 phút ngày 18 tháng 7. Sau 6 ngày chăm sóc và hồi sức tích cực, bệnh nhân được giảm dần các thuốc trợ tim vận mạch, ngừng thở máy, cai ECMO, IABP với các thông số huyết động sinh hóa ổn định, chức năng tim tốt, EF 60% chia sẻ sau thành công của ca ghép tim, giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp cho biết, để hồi sinh cuộc đời cho bệnh nhân PTT, đội ngũ thầy thuốc bệnh viện xin tri ân tấm lòng cao cả của gia đình người hiến tạng đã vượt qua nỗi đau mất mát để gieo sự sống hạnh phúc cho người bệnh. Nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng và gia đình để lại niềm xúc động lớn đối với những người trực tiếp thực hiện công việc chuyên môn. Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế cho biết, thực tế cho thấy, mặc dù nhiều người hiểu rất rõ hiến mô tạng là hành động cứu người, song cũng không dễ dàng thực hiện bởi có nhiều rào cản, quan niệm từ gia đình, dòng họ và suy nghĩ tâm linh phải chết toàn thây, ăn sâu trong tiềm thức. Nếu hàng ngày chứng kiến những bạn trẻ đang độ tuổi khắp sách tới trường, những người thanh niên đang độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhưng bị suy tạng, đang giành giật từng ngày mới thấy rõ sự quý giá của việc hiến mô tạng sau khi qua đời. Khi ấy, sự ra đi của một người không còn vô nghĩa, bởi từ cái chết này một sự sống khác được hồi sinh, và sự cho đi là còn mãi của họ, trở thành tấm gương động lực để những người khác sống, học tập, làm theo và nhân rộng trong cộng đồng xã hội. Sự diệu kỳ của những ca ghép tạng không chỉ đến từ sự thành công vượt bậc của y học, mà đan xen trong đó là những câu chuyện đầy tính nhân văn về tình cảm gia đình, về tình người. Giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp chia sẻ, Hiến tạng mô tạng là nghĩa cử cao đẹp và là một trong những món quà quý giá nhất mà một người có thể trao tặng cho người khác. Ở Việt Nam, có hàng nghìn người đã được ghép tạng thành công và được cứu sống nhờ sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái. Tới đây, bệnh viện sẽ thành lập ban tư vấn liên quan đến hiến tạng mô tạng để tăng cơ hội cứu được nhiều người bệnh nặng đang chờ ghép. Phó giáo sư tiến sĩ Đồng Văn Hệ, giám đốc Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, phó giám đốc bệnh viện Việt Đức cho biết, ghép tạng là phương pháp điều trị duy nhất để cứu sống bệnh nhân trong một số trường hợp. Hiện nước ta đã thực hiện ghép thành công hầu hết các tạng như các nước phát triển đã thực hiện gồm ghép thận, gan, tim, phổi, tụy và ruột. Việt Nam là nước có tổng số ca ghép tạng mỗi năm cao nhất Đông Nam Á. Chúng ta cũng là nước ASEAN duy nhất ghép được hơn 1.000 ca mỗi năm. Thế nhưng, danh sách những người chờ ghép tạng vẫn còn dài. Mỗi ngày vẫn có nhiều người bệnh phải qua đời vì không có tạng để ghép. Trong khi đó, số người chết não hiến tạng mô tạng tại Việt Nam còn thấp so với các nước trên thế giới Thực tế cho thấy, ở nước ta, 94% nguồn tạng hiến từ người cho sống, chỉ có 6% tạng hiến từ người chết não. Điều này ngược lại với các nước phát triển là 40-90% tạng hiến từ người chết não. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, theo các chuyên gia là do tâm lý của nhiều người Việt Nam cho rằng, người chết cần phải toàn thay, sự hiểu biết về ghép tạng trong cộng đồng chưa cao. Cùng với đó, việc tuyên truyền của các đơn vị đầu mối, trong đó có vai trò của các bệnh viện và hội vận động hiến ghép chưa được thực hiện đủ để đáp ứng tuyên truyền thông tin rộng khắp đến người dân, thông tin còn thiếu sự lan tỏa. Theo báo cáo của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, ca chết não hiến tạng đầu tiên ở nước ta vào tháng 5 2010 tại Bệnh viện Việt Đức. Từ năm 2010 đến 2022, mỗi năm có 10 đến 11 ca chết não hiến tạng tại nước ta. Riêng năm 2023 có 16 ca chết não hiến tạng trong 6 tháng đầu năm 2024 có 10 ca chết não hiến tạng. Dù số ca chết não hiến tạng ở nước ta đã tăng lên, nhưng tình trạng thiếu tạng ở Việt Nam đang ở mức rất trầm trọng. Hiện mạng lưới vận động hiến tạng mô tạng ở Việt Nam đã được xây dựng tại 68 bệnh viện, trong đó có 24 bệnh viện ở miền Bắc, 29 bệnh viện ở miền Nam, còn lại ở miền Trung. Tuy nhiên, mạng lưới hoạt động chưa hiệu quả như mong muốn. Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, Malaysia có 34 triệu dân nhưng có đến 156 bệnh viện tham gia vào mạng lưới vận động hiến mô tạng. Và giáo sư tiến sĩ Đồng Văn Hệ chia sẻ, chúng tôi đang tiếp tục mở rộng mạng lưới các bệnh viện tổ chức đăng ký hiến tặng mô tạng và vận động hiến tặng mô tạng với những trường hợp chết não, phấn đấu làm sao mở rộng càng nhiều càng tốt để nâng số người đăng ký hiến tặng mô tạng và vận động người cho chết não. Tạng mà hiến từ người sống thì nó có thể ảnh hưởng đến người hiến. Ví dụ như thận thì nó có thể ảnh hưởng còn hiến một số thứ khác nữa như là hiến gan một phần gan thì nguy hiểm hơn, rủi ro cao hơn. Ngoài ra thì người sống không thể hiến được một số tạng, ví dụ như tim. Tim thì chúng ta chỉ có thể ghép từ người chết. Người chết thì có thể hiến được tim. Và người chết thì hiến phổi dễ dàng, nhưng mà người sống hiến phổi khó lắm. Hiến phổi, người sống thì phải hai ba người hiến thì mới ghép được cho một người nhận bởi vì chỉ cắt được một phần rất nhỏ của phổi thôi từ người sống cho nên như ở Việt Nam chúng ta mới được làm có một ca thôi thực hiện một ca ghép phổi từ người sống thôi mà lại phải lấy từ hai người con ruột với lại em ruột thì hiến cho người bệnh thế cho nên là, uh, hiến từ người sống tốt nhưng mà không được khuyến khích vì là chúng ta có thể ảnh hưởng đến người hiến và có thể không thể hiến được một số tạng trong khi đó nếu hiến tạng hiến mô từ người chết thì không ảnh hưởng đến ai bởi vì chết thì họ chết rồi chúng ta chỉ biết rằng là họ chết chết tim chết não hay chết gì thì cũng là chết họ sẽ được hỏa thiêu họ sẽ được địa táng rồi này nọ thì cho nên rằng là cái người ta khuyến khích ở các nước trên thế giới là khuyến khích và chỉ có lấy tạng hiến từ người chết thì chúng ta mới ghép được nhiều người hơn chúng ta mới có cái sự phát triển bền vững hơn và chúng ta mới có cái hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe hiệu quả hơn. Phó giáo sư tiến sĩ Đồng Văn Hệ cho rằng, khi đạt đến khoảng 600 bệnh viện có nguồn các ca chết não tiềm năng tham gia mạng lưới vận động hiến tặng mô tạng sẽ giúp các cơ sở y tế có nguồn tặng ghép cho người bệnh. Theo chuyên gia này, để làm được điều đó, cần phải tổ chức đào tạo, tập huấn cho chính nhân viên y tế trong bệnh viện. Khi nhân viên y tế hiểu đúng về khái niệm chết não, chết tim, thậm chí là phát hiện chết não tiềm năng, họ chắc chắn là cầu nối giữa gia đình người bệnh đến với các cơ sở kế ghép mô tạng. Đến nay, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản cụ thể, trong đó yêu cầu các bệnh viện phải có hội đồng trần đoán chết não và gần đây nhất là Bộ Y tế có văn bản gửi cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh thành phố có đầu mối báo cáo trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia về tình trạng bệnh nhân chết não tiềm năng và bệnh nhân chết não tại cơ sở y tế. Phó giáo sư Đồng Văn Hệ bày tỏ, Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cần có sự phối hợp của các cơ sở y tế trong chủ động phát hiện nguồn chết não tiềm năng, truyền thông cho tất cả người nhà bệnh nhân. Với hai văn bản cụ thể Bộ Y tế mới ban hành, tới đây trung tâm sẽ có hành động quyết liệt hơn, cụ thể hơn, chi tiết hơn và chắc chắn hiệu quả hơn trong việc vận động người dân hiến tạng sau khi chết não. Một người chết não có thể hiến tạng cứu sống 8 người khác và một người chết não có thể giúp cải thiện cuộc sống cho 75 đến 100 người khác. Chúng tôi mong muốn 1.500 bệnh viện trong toàn quốc cùng đồng lòng với chúng tôi bên cạnh đó chúng tôi cho rằng cần phải mở rộng truyền thông ngay từ trường phổ thông các hội nhóm để giới trẻ người dân hiểu hơn về việc hiến tạng mô tạng với nhiều biện pháp đồng bộ chắc chắn sẽ có tín hiệu tích cực trong con số hiến tạng từ người cho chết não